Lan thân ái kính chào quý khán thính giả của Việt TV và Little Sài Gòn Radio. Thưa quý vị, như lời đã hứa trong chương trình Tản mạn văn học nghệ thuật lần trước, nhạc sĩ Trần Chí Phúc cũng là nhà báo Trần Cùng Sơn và nghệ sĩ Trần Thiện sẽ đến trong chương trình Tản mạn văn học hôm nay để gửi tặng đến quý vị khán giả ở khắp nơi những nụ cười, những món quà tinh thần, giải trí giúp cho chúng ta quên bớt đi lo âu nhọc nhằn, cơm áo gạo tiền mưu sinh. Và thưa quý vị, như lần trước nghệ sĩ Trần Thiện có nói rằng chúng ta có vẻ lạnh nhạt và hững hờ khi những người, những soạn giả, những tác giả của những vở kịch, nhất là hài kịch, đã viết cho chúng ta, tặng chúng ta những nụ cười mà mấy ai nhớ đến. Thành ra trong chương trình Tản mạn văn học hôm nay, chúng tôi một lần nữa kính mời quý vị hãy cùng nhớ đến nụ cười của nghệ sĩ Trần Thiện. Và bây giờ, Nhã Lan cùng với quý khán thính giả một lần nữa chúng ta chào tái ngộ nhà báo Trần Cùng Sơn, nhạc sĩ Trần Chí Phúc và nghệ sĩ Trần Thiện. Nhã Lan thân ái chào tái ngộ hai anh đã nam tử nhất ngôn đến với chương trình Tản mạn văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Lần thì xin kính chào Nhã Lan. Và cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio. Xin mời anh. Nhà báo Trần Cung Sơn, chào Nhã Lan và chào quý vị đang xem chương trình này. Nhã Lan muốn xin được bật mí với quý vị là Nhã Lan đã từng có cơ duyên để biết nghệ sĩ Trần Thiện vào thập niên 80 ở đảo, ở trại CQ, trại vượt biên đường bộ rất lớn. Và thưa anh, anh là một cái chân dung mà Nhã Lan nghĩ rằng ở trại CQ lúc đó, Nhã Lan chỉ biết được anh khi mỗi sáng mà rời từ cái building 2 của trại CQ đi xuống quán chợ để làm cô quán cà phê, thì Nhã Lan chỉ thấy nghệ sĩ Trần Thiện trên khung cửa sổ tay đàn từng và đã hát những cái câu hát mang cái tính chất lạc quan hài hước để mà chọc cô hàng quán cà phê là Nhã Lan lúc đó. Và bên cạnh đó, khi chiều về thì Nhã Lan lại thấy anh ngồi chăm chỉ bên bàn máy may. Chân dung của anh quá đa diện ngay từ trại CQ. Xin anh có thể chia sẻ khoảng thời gian ở CQ rất ngắn gọn. Cảm ơn Nhã Lan đã hỏi. Và kính thưa quý vị, lúc đó thì Thiện đi vượt biên bằng đường bộ thì qua tới trại CQ. Ở đó thì làm gì bây giờ? Mà Thiện thì trong cái quãng đời trung học của mình ở Việt Nam thì phải tự làm để mà đi học. Thì Thiện làm thợ may. Thì qua bên trại thì cũng làm thợ may thôi. Đó. Làm thợ may thì nói đúng ra là cũng nhờ cái thợ may đó mà mỗi tháng cũng có thể gửi về Việt Nam một thùng quà cho gia đình ngay từ trong trại tị nạn. Đó. Thì ở trong trại thì nó có những cái, lâu lâu lại có những cái chương trình văn nghệ. Là bắt đầu tham gia vào chương trình văn nghệ. Đó. Thì thực ra thì cái cuộc đời tị nạn thì cố tìm được niềm vui mà sống ở đó thôi. Chứ còn những ai ở trong trại tị nạn rồi thì chắc cũng hiểu được cái hoàn cảnh là không biết mình có được rời khỏi nơi đây không. Hay là tại vì có rất nhiều nguồn tin là bị trả về Việt Nam. Đó. Rồi trả về thì ta làm gì đây? Ở trong đó thì nó thực ra thì cái tâm trạng của những người ở trong trại tị nạn nó rất là khổ. Đó. Cho nên là tìm được những niềm vui nào đó thì nó rất là quý. Cho nên là cứ vui thôi. Dạ vâng. Và thưa ký giả Trần Cùng Sơn, cơ duyên nào anh biết được nghệ sĩ Trần Thiện? Tôi nghĩ là trong những cái người mà diễn xuất về trên sân khấu mà hài kịch đó, thì Trần Thiện là một trong những người đó. Trước đó chúng ta thấy có những người rất là La Thoại Tân, Nhật Minh, Văn Chung, nhưng mà Trần Thiện là một người khuôn mặt mới, cái thế hệ sau này. Và tôi biết Trần Thiện từ, tôi nghĩ là những thập niên tám mấy đó, tám mươi mấy, lúc đó là Trần Thiện đã xuất hiện. Lúc đó mình ở Canada, ở đâu, ở San Jose đó, mình đã thấy Trần Thiện xuất hiện trên những cái chương trình truyền hình này kia. Và Trần Thiện cũng xuất hiện trên những cái sân khấu ở San Jose. Thì tôi thấy, tôi tình cờ mới gặp Trần Thiện đấy, từng mấy tháng tự nhiên mình chụp hình chung rồi mình nhắc là tôi nhớ anh rồi, gặp nói chuyện vui vẻ với nhau về hài kịch. Thì phải nói là Trần Thiện là một những khuôn mặt mà diễn xuất hài đó. Và anh có một cái điểm đặc biệt là anh có một cái là độc diễn hài một mình thôi. Đó là một cái đặc biệt rất của anh Trần Thiện.
Dạ, cho nên khó. Hôm nay là Trần Thiện lên trên này cũng có rủ Trần Công Sơn lên để mình nói chuyện về hài. Dạ vâng, để nở nụ cười phải không ạ? Mang tinh thần lạc quan trong khi cuộc sống bây giờ càng ngày càng làm cho con người ta lo toan quá về vấn đề vật chất. Và thưa nghệ sĩ Trần Thiện, từ đánh đàn, guitar, tham dự văn nghệ bỏ túi ở trại CQ, sau khi đó khi anh qua hải ngoại thì thập niên 80, thì cơ duyên nào để đưa anh đến từ nghiệp dư, đánh đàn guitar nghiệp dư mà anh trở thành một cái nghệ sĩ hài có rất nhiều trung tâm biết đến, và Nhã Lan cũng từng được biết vào thập niên 80, tình cờ thấy cái poster Tam Ca Ba Củ Khoai, lại thấy ô anh này ở đảo ở trại CQ với mình mà. Ủa anh Trần Thiện có nhiều tài nhỉ, xin anh chia sẻ vào quãng thời gian thập niên 80. Là khi mà được rời trại đó, thì thật ra thì cái vấn đề rời trại nó cũng là một câu chuyện đó rất là lý thú. Là khi mà Thiện tới tại trại CQ á, thì được một vị linh mục ở trên Monterey Park bảo lãnh, thì mình nghĩ là ok, cuộc đời mình là thấy khỏe rồi, có người bảo lãnh qua Mỹ là sướng rồi. Nhưng mà lúc mà đưa Thiện qua trại Ga Lăng đó, thì lại lên trên đó hỏi, thì họ nói là mày còn lâu lắm mới đi. Nó tại sao vậy? Nói không có ai bảo lãnh. Nó ủa không, đó có người bảo lãnh mà. Họ bỏ rồi, họ không bảo lãnh nữa. Thế thì ở đây luôn à. Nhưng mà sau đó may mắn là USCC cho bảo lãnh, thì lúc đó mà đưa mình qua bên này thì là đi qua New York trước. Ở New York đâu được mấy tháng như vậy thì cũng tiếp tục làm thợ may thôi. Thì qua đó thì có một cái cơ duyên là có điện thoại, cũng có được số phone ai là gọi người đó, có số phone ai là gọi người đó, xin ai được số phone người nào. Thì vô tình có một người quen biết với ông Việt Hùng. Ông Việt Hùng mới nói, Việt Hùng, mày ở bên đó làm chi vậy? Mày về bên đây thì đóng kịch với tao. Thì tự nhiên cái mình là người làm văn nghệ mà tự nhiên là ở bên đó là làm thợ may không thì hình như không đúng lắm hay sao. Cho nên là ok, thế là đi xe bus từ ở bên đó qua tới Cali 7 ngày, người bốc mùi luôn, tại không có chỗ tắm. Thì qua đây mới bắt đầu là sinh hoạt với lại ông Việt Hùng ta. Mà cái đặc biệt là không có kịch để mà mình diễn, chỉ có cải lương thôi. Ông Việt Hùng là ông giống như là cái đại thụ của làng cổ nhạc mà. Thì bây giờ thì ông làm những cái vở kịch, những cái vở cải lương, thì giờ mình chỉ có đóng kịch thôi. Bây giờ làm sao? Thì trong tất cả những vở cải lương nó đều có những cái vai gọi là vai hài. Vai hề. Nhét mình vô cái vai đó. Thì tự nhiên mình trở thành là hài sĩ ở đây rồi. Rồi khi mà bước đầu qua đây thì Thiện đi hát ở các cái phòng trà. Có những cái tên của những cái phòng trà mà kể ra chắc quý vị không có nhớ đâu. Ví dụ như Quán Lan. Dạ nhớ, Nhã Lan nhớ. Tại những ai ở thập niên 80 đó, ở California sẽ nhớ. Trường Xuân. Dạ vâng. Thanh Hà, yeah. Làng Văn, Làng Văn. Đại Thái, có những cái tên mà chắc có lẽ là quý vị có nhiều quý vị sẽ không biết. Gần 40 nhưng, năm rồi. Đó. Thì Thiện đi hát như vậy thôi, thì thỉnh thoảng lại hát cho những cái già phụ. Thì trong những cái bài hát đó thỉnh thoảng mình hát thường quá là lúc nào nó cũng chán, đôi khi mình chế chút xíu. Đại Thái trong cái bài hát mình đang hát cho người ta nhảy đầm dưới rất là du dương, như là từ ngày mình hát thêm một cái câu, mình nói thí dụ như hát là ngày nào chưa yêu em anh là răng của anh nguyên hàm trắng thật đều, rồi ngày anh yêu em răng của anh nó vàng thêm chút xíu. Mình hát chế ra một hai câu, tự nhiên có nhiều khán giả đang nhảy đầm khựng lại ngó rồi cười đó. Yếu tố bất ngờ đó. Tự nhiên cái mình thấy rồi, nghe rồi sau đó đó thì Thiện cũng ngay thí dụ cái bài nào có câu nào mà Việt Nam mình hãy chế nhạc mà đó, lấy cái đó hát thì bà con lại cười, hát bà con lại cười thầm, rồi cái mình thấy là thậm chí là chắc có lẽ là mình đi qua hài có lý hơn. Tại cái thứ nhất á, và quý vị cũng biết rồi, nhìn là quý vị thấy rồi, Thiện không có đẹp trai đó. Mà một yếu tố quan trọng để trở thành một ca sĩ nổi tiếng là phải đẹp, ngoại hình đó. Ngoại hình là phải đẹp, cao ráo, mình vừa lùng nữa không được cao, có nghĩa là người ta vừa giàu vừa khá, mình vừa già vừa xấu. Nó không hợp với lại một vị trí của một ca sĩ. Cho nên là thậm chí đến ông ca sĩ mà Duy Khánh,
Thì ca sĩ Duy Khánh, anh rất là thích Thiện. Anh nói mi là có dòng đó nghe, mi có dòng hát đó, mi theo tao đi là tao huấn luyện cho mi trở thành ca sĩ. À, mình cũng không có theo, là tại vì sao? Mình nghĩ là mình theo hài chắc hình như là nó hạp hơn hay sao đó. Dạ vâng, như vậy thì thầy dạy hài của anh là ai? Ờ, thầy dạy hài thì không có đâu. Anh thần tượng nhân vật hài nào? Ờ, trước kia đó, khi mà học ở Việt Nam đó, học kịch đó, thì là Thiện học chỉ là chính kịch thôi. Đó. À. Nhưng mà hài đây đó, là nó giống như mình lần trước mình có nói đến một người bạn của mình, tức là Ngô Tấn Triển đó. Thì ông ta đó là cái nghề chọn ổng chứ không phải là ổng chọn nghề. Thì cái hài này đó, nó đến với Thiện cũng giống như vậy. Tức là cái hài chọn Thiện chứ Thiện không chọn hài. Mà Thiện tóm lấy nó. Đó. Mình không có quyền chọn lựa, nhưng mà khi nó đã chọn mình thì mình phải tóm lấy nó thôi. Thì nó đến thôi mà. Nó ví dụ như trong cái vở cải lương, làm sao mà mình đóng những cái vai kép đẹp được, làm sao mình đóng những cái vai lớn được, mình đã không biết hát cải lương mà mình lại xấu trai nữa, vừa lại lung nữa, làm sao đóng được. Cho nên là chỉ còn có những vai hài là thích hợp với mình thôi. Thì người ta có nói rằng là nếu mà mình không có đẹp trai thì chỉ có một cách duy nhất là chọn đi học đạo diễn. Đạo diễn không cần đẹp trai. Thứ hai, đóng hài chắc ăn. Tại vì càng xấu đóng hài nó càng vui. Đã, đại khái nói như vậy. Cho nên nó là anh bước vào cái hài. Nhưng mà hình như là Trần Thiện đi vào hài ở hải ngoại nè bằng những cái bài hát nhạc chế phải không? Ồ không, đúng. Trước khi đi hài á, thì là đó như mình kể nãy đó, là vào cải lương trước. Đóng những cái vai hài. Rồi sau đó đó thì là có một cái thời gian mình làm, có một người đề nghị, tức là cô Hương. Cô Hương ở trung tâm Quỳnh Hương mới đề nghị là anh Thiện ơi, mấy cái bài hát mà anh đứng trên sân khấu anh hát này nọ đó, em thấy mấy cái đó được đó, anh làm cho em một cái đĩa đi. Thì Thiện mới làm một loạt những cái bài hát đó. Và trời ơi, mình cũng không thể ngờ được cái đĩa đó bán như tôm tươi luôn. Bán có là phát hành nữa là lần thứ 5 nó vẫn còn có người mua. Dạ vâng. Rồi sau đó là các trung tâm mới mời mình làm những cái đĩa khác. Và tới nay là cũng phải cả chục đĩa ra đời là những cái nhạc hài của Thiện. Dạ vâng. Và thưa quý vị, Đà Lan mời quý vị trở về với những quán cà phê, những trung tâm vào thập niên 80 ở ngay phố thị Bôn Sa, qua tiếng hát của nghệ sĩ Trần Thiện và tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, tức là ký giả cùng Trần Cùng Sơn. Xin mời anh. Và như vậy thì bây giờ thì xin mời quý vị, tại Thiện là về người ta hồi đó người ta nói mình là vua nhạc chế, mà không biết là vua kiểu gì, nhưng mà tại vì mình chế nhiều quá thành chắc khán giả người ta đặt cho mình cái tên đó. Thì xin hát mời quý vị nghe một cái bài hát đó là được viết lại bởi cái bài là bài Tango Cho Em của Lam Phương. Dạ. À, cái bài này nó cũng có cái lịch sử vui lắm đó chứ. À, khi mà ông là nhạc sĩ Lam Phương qua Mỹ đó. Dạ. Thì ông có gọi điện thoại, ông mời Thiện ra ngoài qua ngoài quán ăn để mà nói chuyện. Thì ra thì ông mới cái câu đầu tiên ông hỏi Thiện, ông nói chứ tôi nghe nói người ta nghe người ta nói là chú lấy cái bài hát của tôi chú chế phải không? Trời, mình nghĩ một cái trà vậy là bị chửi rồi nha. À, nhưng mà dạ có anh em có lấy cái bài mà bài Tango Cho Em, bài Tango cho em đó em hát. Cái ông phán liền, hát tôi nghe coi. Mời anh. Cái mình mới nói sao ngồi đây tùm lum tà lá không có đờn tấm sao hát. Ông nói bây giờ hát không? Giờ hát. Hát dạ, vâng. Nghe. Và bây giờ thì sẵn đây cho mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm bài Tango Cho Em được viết lời lại bởi Trần Thiện. Ngày nào mới quen nàng tưởng rằng trời đã cho vàng, nhìn nàng ôi rất sang huy hoàng tựa nàng tiên vừa giáng. Em mái tóc hoe vàng nhịp niu quay bước ngang tàng, bao tháng năm dài độc thân anh mong rước em về làm vợ hiền cho mai sau. Từ ngày có em về nhà mình toàn tiếng chửi thề, hàng ngày thì đi shopping, cuối tuần nhảy đầm binh sắp xám. Đêm em ngáy vang trời,
nhịp chân tay gác liên hồi. Muốn sớm đi làm ngày mai nên anh bước xuống giường đem gối mền ra xa lòng lấy người vợ như thế. Cuộc sống anh thêm thảm thế, lương làm về em chê, sao anh làm lương lại ít thế. Cày vài dóp đi anh để mua nhà cho lớn, đi Mercedes để anh em bè bạn không chê. Em đang có ông chồng thuộc vào loại gentleman, rồi hàng tháng bill về nợ nần chồng chất ê chề. Nhìn từng credit card bần chằn vì tiền em còn thiếu. Ôi thôi chết con rồi, làm sao con sống đây rồi. Trong giấc mơ rời bao con cùng số nô bọc nền phải hầu vợ thôi con. Trong giấc mơ rời bao con cùng số nô bọc nên phải hầu vợ thôi con. Khổ ghê vậy đó. Thưa, trở lại với nghệ sĩ hài Trần Thiện. Anh nói rằng hài anh không có qua một trường lớp nào hết, nhưng anh đã có từng thần tượng một danh hài quốc tế nào không, hay là ở Việt Nam ạ? Thần tượng thì Thiện rất là thần tượng, danh hài Sạc Lô, sau Lê Sập này. Vì cái lối hài của Sạc Lô đó, nó làm cho người ta buồn cười, nhưng mà song song đó nó có chiều sâu, nó làm ta suy nghĩ tới những cái vấn đề khác, ví dụ như về đời sống, về những cái khó khăn ở trong cuộc sống này, về đôi khi có chính trị trong đó nữa. Đó, tại vì những cái hài sau này của Thiện làm thì một phần trong đó, hầu như nó là 1/3 và có thể hơn, là những cái kịch câm. Những cái kịch câm rất là nhiều luôn. Đó, những cái kịch câm mà nó nói về những cái đời sống ở đây, nó nói về những cái buồn cười của trong cái xã hội này. Đó là lý do tại sao mà khi mà là Nhã Lan hỏi thì là Thiện nói là Thiện thần tượng ông đó là vì Thiện đi theo cái con đường đó. Dạ vâng. Và như vậy khi mà anh nói là của anh có những cái vở kịch câm rất nhưng nhiều. Đa số những hài kịch của anh mang ảnh hưởng chính trị, thì chắc là nhà báo Trần Cùng Sơn cũng biết vào thập niên 80 sinh hoạt của Bôn Sa có tinh thần nghĩa là chống cộng rất là mãnh liệt. Dạ, có những rồi. Có những ngay cả những nhạc sĩ cũng vậy, sáng tác đầy những cái tinh thần nghĩa là bất khuất, phải không ạ? Thì hồi nãy lúc đầu Nhã Lan có nhắc tới là ban tam ca ba củ khoai. Dạ vâng. Thì hầu như là tất cả những bài hát của ban tam ca ba củ khoai này thì đều là mang tính chất chính trị, là nói về cái thân phận của người tị nạn, tại sao chúng ta bỏ nước ra đi. Đó, nó là như thế. Khi mà nhạc sĩ Lê Minh Bằng đó có nghe những cái bài hát của Thiện ban tam ca ba củ khoai trình diễn, thì ông Lê Minh Bằng có mời là đại diện là qua anh Bạch Đông có đến ngay cái studio của Thiện đó để mời là Thiện để mà làm một cái CD về những cái bài hát hài này. Thiện có viết tất cả những cái đó ra để mà nộp cho ông Lê Minh Bằng để ông duyệt trước khi mà thâu. Thì sau khi ông nhận được những cái đó, Bạch Đông đem cái đó về trong Lê Minh Bằng để ở nhà bàn tính. Sau đó thì là sau đó đó Bạch Đông có đem cái sách đó trở lại. Bạch Đông nói là ông Lê Minh Bằng, ông nói là cái này chống cộng dữ quá, bớt chút đi. Thì nói thật ra quý vị, cái bài hát nó như vậy rồi, bây giờ biểu bớt không biết bớt làm sao nữa. Thời buổi đó nó là như vậy rồi. Nếu mà nói về ban tam ca ba củ khoai này, nó là như vậy rồi, biểu đổi nó không biết đổi làm sao luôn. Thành đó là lý do tại sao mà không thực hiện được cái CD của ban tam ca ba củ khoai. Lúc đó thì có Trần Thiện, có Việt Thảo là MC của bên Vân Sơn đó, rồi có thêm nhạc sĩ Trần Kim Bạch, đó là ba người của ban tam ca ba củ khoai này. Và sau này thì là bởi vì
Thiện sau đó thì ban tâm ca ban cũng khoai ai cũng cơm áo gạo tiền, không có còn kết hợp với nhau nữa. Na Lan được biết anh cũng đã từng có một cái trung tâm edit và anh cũng đã từng làm phim với kịch tác gia và đạo diễn cũng như là Lê Tuấn đã có nhắc đến tên anh trong chương trình Nhã Lan được nói chuyện với nhà văn Luân Tế. Thì ông nhắc đến tên anh với một cái tình thân rất là vui vẻ và vẫn nhớ đến cái công của anh khi anh cùng với ông để làm một cái vở cuốn phim mà Bụi Bôn Xa. Thì anh có thể anh chia sẻ và chưa kể là ảo thuật gia. Anh cũng là một nhà ảo thuật gia nữa. Thì trong tất cả những nghề đó, nghề nào mà anh tâm đắc nhất thưa anh? Vừa rồi Nhã Lan có nhắc đến anh Lê Tuấn. Vâng. Lê Tuấn cũng giống như là một anh kết nghĩa của Thiện. Thì đầu tiên á, là Lê Tuấn muốn làm, ông ta là một diễn viên của Hollywood, dạ, đóng phim cho Mỹ, dạ, không dính gì tới Việt Nam hết. Thì sau đó đó, ông ta muốn trở lại với là người dân Việt tại ngoài này. Và ông ta trở về đây và ông ta muốn làm một cái phim ở đây. Thì ông ta lựa cái kịch bản là Gái Trọ, tức là lúc đó nó tên là Xe Phòng Xe Tình của Lâm Tường Vũ. Dạ vâng. À, thì kịch bản có rồi và bây giờ đi tìm người quay phim thôi. Thì thực ra thì hồi đó chỉ có Thiện là có máy móc đầy đủ. Thì là ông xuống đây ông mời Thiện làm cái phim đó cho ông. Thì Thiện quay phim, editing các thứ này nọ. Lúc đó chỉ có Thiện, có một mình Thiện là có studio làm phim ở đây. Như vậy anh giúp nhà văn Luân Tế cũng như là kịch tác gia Lê Tuấn từ A đến Z đúng trong rồi. Cuốn phim Gái Trọ. Đúng rồi. Dạ. Rồi dạ. Sau đó, đó thì là kế tiếp đó, là em rể của ông Lê Tuấn, tức là Vũ Xuân Hùng, lại cũng muốn làm một cái phim nữa. Đó, là cái phim thứ gì? Đó là cái phim Thói Đời. Thì cũng Thiện cũng làm cái vấn đề là quay phim và editing. Rồi kế tiếp cái phim thứ ba là Thiện thấy nó đang chiếu, đang có ăn mà. À, mọi người đang rất là vui vẻ, phấn khởi và khán giả người ta chịu khó đến rạp ta coi. Thì Thiện mới làm thêm một cái phim thứ ba là phim Bụi Bôn Xa. Đó là phim của Thiện. Thiện bỏ tiền ra để làm cái phim đó. Đó. Thì cái phim này đó hầu như là nó có hai phần đạo diễn trong đó. Thì phần đạo diễn chính của cái phim đó là anh là Lê Tuấn. Anh Lê Tuấn. Đó. Thì cái kịch bản này anh viết lại tên là Luân Tế. Thì còn cái phần kịch bản đạo diễn mà về những cái action trong đó, tất cả những action đó là Thiện. Đó. Thì cái phim này á, nó được cái đặc biệt là nó được chiếu toàn quốc bên Việt Nam. Dạ. Đây là cái phim đầu tiên mà cũng là cái phim duy nhất, chưa có phim thứ hai cho tới giờ phút này. Một cái phim hoàn toàn quay 100% ở đây mà đem chiếu 100% ở Việt Nam. Thì chuyện đó là có nghĩa là cũng là sau khi mình đã chiếu đây rồi, xong hết rồi, cất vô kho rồi, thì bên đó họ đề nghị thì mình đem về chiếu thôi. Dạ vâng. Nghe nói là Trần Thiện đọc diễn hài rất là đặc biệt. Hôm nay đúng nhân cơ hội này đọc diễn hài 3-4 phút gì đó cho dạ vâng, quý vị đi. Theo như là danh hài Shaklo là ông là kịch câm, nhưng anh cũng ảnh hưởng của ông. Vì ông có một câu nói rằng một ngày không có tiếng cười là một ngày rất lãng phí. Đúng rồi. Anh giúp cho nhà báo Trần Cùng Sơn cùng với Nhã Lan và tất cả quý khán thính giả không để lãng phí ngày hôm nay. Khi mà khiến nguồn viên nói, đây, kính thưa quý vị, La Thoại Tân, wow, La Thoại Tân đã lắm đó nhé. Đây, Thanh Thuy, wow, hát hay lắm đó nhé. Đây, kính thưa quý vị, Trần Thiện. Thằng nào vậy? Không biết, không nổi tiếng làm sao người ta biết, đúng không? Nhưng mà, kính thưa quý vị có biết tại sao mà Thiện không có nổi tiếng không? Thiện sở dĩ mà không nổi tiếng là tại vì nhà Thiện nghèo, bố mẹ Thiện đông. Nghe kỳ quá không? Đúng là kỳ rồi, nhưng bây giờ để một chuyện giải thích. Đông là sao? Một mình á là mình có một bố một mẹ, tức là hai người. Đúng không? Rồi khi mình lấy vợ cái là thêm bố mẹ vợ nó là bốn người. Đúng không? Cái này là chuyện bình thường. Còn nếu như thí dụ như mà mình là nhẹ bước mình sang ngang cái nữa, lực lượng bố mẹ lên tới sáu người. Quá nhiều rồi. Đó là mới có bước có một bước à, bước nhiều bước lên học tính luôn. Đó, quá nhiều luôn. Đó, nhà Thiện nghèo, bố mẹ Thiện đông. Ba Thiện đạp xích lô chở mẹ Thiện đi bán hột sàn không à. Tối về nhà hai ông bà tiết kiệm điện, thắp cái đèn dầu chút xíu, đếm tiền sợ người ta thấy. Đã. Bởi vậy trong cái không khí âm mưu của ánh đèn dầu như vậy làm sao nổi tiếng được? Chắc chắn là không nổi tiếng rồi. Nhưng mà đó chỉ là lý do gia cảnh thôi. Rồi vậy còn những lý do khác nữa thì sao?
Dạ, lý do khác nữa là tại vì cái tên của Thiện nghe nó không có kêu. Đúng không? Tên nghe không kêu. Tên của anh ta đó, Thanh Thúy lên nè không? Nè không? Tuấn Du lên nè không? Diệt Thảo lên nè không? Trần Thiện liền xuống cấp. Nó xuống cái tận công bằng số luôn. Giống như là vì sao rơi. Đó, mình sao nổi tiếng được. Đó, bởi vậy cho nên là Thiện phải chắc kỳ này là phải đổi tên mới được. Dạ, bây giờ mình đổi tên gì ha? Mà tên của gì quý vị biết không? Một nghệ sĩ đó, khi mà người ta cất tiếng hát lên là quý vị biết được cái người nghệ sĩ đó là ai, đúng không? Đó. Ví dụ như mình hát là ôm mất chi bột cục thịt bò, dùng dao bén thái rồi đem khô, rồi bỏ thêm hai ba nhánh hành ngò, thêm chút muối tiêu cho vô lò, thì ta có tô bò kho. Dễ hiểu quá. Quý vị biết ai hát bài này không? Mình hiểu ra. À, nghe là biết liền đó. Đây đây bài này nè. Tìm sớm đậu hũ xào, mình ăn rau muống tương chao thì đỡ hao. Ai ai hát bài này? Bến Thượng Hải. Đúng đạt. Đúng rồi, Tuấn Đạt. Đó. Thì em thấy là thế mà cái tên nó quan trọng lắm. Thường thường nữ là người ta bắt đầu bằng chữ Thanh là nổi tiếng không? À. Thanh Thúy. Thanh Lan, Thanh Nga, Thanh Minh, Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Thanh là nổi tiếng liền. Thiện mà là nữ đó hả? Thiện lấy Thanh Toán. Dấu sắc. Sao giang hồ thế? Dấu sắc cho nó nổi tiếng. Nhưng mà kẹt con gái, mình không phải nữ, mình nam. Vì nam lấy cái tên gì? Thế bây giờ anh lấy gì? À, nam thì Thiện thấy là hình như là cái chữ Trường. Tên nó phải có chữ Trường, thấy không? Lam à. Trường, à. Đan Trường. Ông Trần Thiện Thanh Nhật Trường. Trường Thiện mà là nam á, thì mình nam thiệt. Bây giờ mà tìm đổi tên á thì lấy Dồi Trường. Cho nó chắc ăn phải không? Dạ, vâng. Bởi vậy cho nên đó là kỳ này là nếu quý vị thấy Thiện xuất hiện ở đâu là sẽ thấy trên trang quảng cáo nam nghệ sĩ Dồi Trường. vừa vui mà vừa ăn. Nghe là đến mùi ẩm thực rồi phải không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ. Mong hai anh gửi đến quý vị nụ cười, món ăn tinh thần một lần nữa trước khi chúng ta nói lời chia tay. Nếu vậy thì cảm ơn Nha Lan. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã ngồi để coi Thiện nói chuyện nãy giờ. Chuyện với Nha Lan, với Thiện, với anh Phúc. Trước khi chia tay xin mời quý vị nghe một bài nữa đi. Dạ vâng. Bài này nó là bài Hoa Trên Nữ của Nhật Trường, Trần Thiện Thanh. Và Thiện viết lại thành đó là cái chuyện tình cây rau muống. Và quý vị có biết là tại sao mà khi người ta ăn rau muống đó, người ta ăn muống riêu đó, người ta hay bỏ rau muống vô người ăn nó mới ngon. Tại sao vậy? Thì đây, nó có một cái lịch sử rất rõ ràng mà hình như cũng rất ít người trong chúng ta biết được cái lịch sử này. Xin mời quý vị cùng nghe cái lịch sử chuyện tình cây rau muống. Qua một chợ rau sắp lớp chen nhau rất nhiều loại rau tươi, cây rau nằm lẻ loi trong thùng gọi cây rau muống. Cây rau muống không mặn mà bằng bạc hà canh chua, rau không dám khoe màu cùng nàng giá vàng tươi, rau không sánh hương thơm như nàng ngò quế trong vườn. Nhưng cây rau muống thừa được dùng ăn với bún riêu. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể ru con. Có câu ru rằng lúc xưa kinh thành một ông vua hào sắc, bao mỹ nữ cung tần cũng chẳng làm vừa lòng quân vương. Vua mong muốn đi tìm một nàng tuyệt thế mỹ nhân, truyền cho khắp nhân gian đem người đẹp đến cho ngài. Nhưng không sao kiếm được một người đẹp như vước mong. Cho nên vào một đêm trời gió thật lạnh lùng, vua đang ngồi ngự hoa viên chợt thoáng hiện một người, một nàng tiên lung linh dáng trần, do loài cua tu lâu năm có phép hóa nên.
qua đêm cuộc tình say sưa dài đến sáng hôm sau. Vua giật mình tỉnh cơn mê nhưng chẳng còn thấy tiên đâu, tiên đã hiện nguyên hình thành cái của đèn gì. Đói quá vua bắt vua, vua nấu liền tôi uống theo. Ăn rồi thì vua mới biết cua kia chính là nàng tiên cua. Nó còn là cái mù gió thương vô vàn ôm tương từ nàng. Và rồi vua chết nga. Khi vua chết thân vàng liền mọc thành một loại rau. Rau mong muốn đi tìm nàng được mọc cạnh các hồ ao. Và dân chúng mong vua mau tìm được cái cua thần, nên đem rau xé nhỏ bỏ vào tô bún rượu. Nên đem rau xé nhỏ bỏ vào tô bún rượu. Thank you. Cảm ơn rất nhiều câu chuyện tình rau muống của nghệ sĩ Trần Thiện. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi, nhạc sĩ Trần Chí Phúc, nhà báo Trần Cùng Sơn và nghệ sĩ Trần Thiện cùng với Nhã Lan, kính chúc tất cả quý vị ở khắp mọi nơi giữ được tiếng cười, đừng khiêm nhường nụ cười, hãy lan tỏa nụ cười của quý vị với người thân, bằng hữu và nhất là đối với tất cả những tác giả, nhà văn, nhà thơ, những văn thi, ca, nghệ sĩ đã đóng góp cho chúng ta những tài hoa, những bông hồng đẹp nhất, đã giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống thăng hoa và đẹp, lạc quan qua giọng hát, tiếng đàn và những nụ cười thoải mái qua những vở kịch hài hay là những độc tấu diễn hài điển hình trong chương trình ngày hôm nay qua sự trình diễn của nghệ sĩ Trần Thiện. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị.